Báo cáo quý vị lúc này đang là buổi gần trưa ngày 29 Tết, tức là ngày mùng 3 tháng 2 2019, và Đồ Gỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn các bác đã từ Hưng Yên sang để ký bộ tranh khảm ốc 100%. Long ơi, con bê tấm tranh lên để bố quay cái. Đây, thưa quý vị, đây là bộ tranh khảm ốc. Chợ không, anh cứ ngồi đi, cái hình ảnh anh ngồi đếm tiền nó đẹp. làm gì có hình nào đẹp hơn cái hình đếm tiền mà. Đây, như vậy là cậu hai vừa đi trả hàng ở, vừa nãy con đi ở phố nào về nhỉ? Trần Duy Hưng. Rồi, vừa nãy Trần Duy Hưng là bộ bàn ghế chiến quốc ngày hôm qua bác phải ký, còn đây là bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai khảm ốc 100%. Người mẫu hôm nay lôi thôi quá, không đẹp như mọi hôm. Đây, bây giờ đây cái tranh này là khảm ốc 100%, và tôi phải ngồi từ bên trong này hát ra thì nó mới lên được cái màu sắc. Thưa quý vị, là hiện nay trong cửa hàng là còn đúng hai bộ, thì một bộ là ở trên là Bát Tiên, ở dưới là Tùng Cúc Trúc Mai khảm ốc 100%, và một bộ nữa là Phong Cách Hồng Kông, tức là các bác ở Hồng Kông là bác là ở trên là Tùng Cúc Trúc Mai và dưới là Bụi Hoa Sen. Hiện nay em bê cái tấm kia vào đây cho anh. Thì như vậy là bộ đấy đấy, cái tấm nào cũng được, nhưng mà tấm Hồng Kông ấy. Đấy đấy đấy, tấm đấy rồi, cho vào đây cho. Đấy, không phải, tấm đấy là của bác rồi. Anh treo cái, anh quay cái tấm kia cơ. Đấy, tấm tứ quý ốc Phong Cách Hồng Kông. Đấy, đặt đây. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là hai bộ này ấy, là cái độ rực rỡ là hoàn toàn giống nhau, y đúc nhau. Nhưng Phong Cách Hồng Kông là bỏ Bát Tiên và thêm vào Bụi Hoa Sen ở bên dưới. Thì như vậy là bác ở Hưng Yên là bác lấy cái phong cách là trên là Bát Tiên và dưới là Thứ Quý Bình An Tùng Cúc Trúc Mai. Đây, bộ này chuẩn bị đưa ra xe cho bác ở Hưng Yên đây. Và sau khi bộ ấy đi thì trong cửa hàng còn duy nhất một bộ Phong Cách Hồng Kông, cũng trị giá như nhau là 50 triệu một bộ giá tại cửa hàng. Anh chị, cái này là anh chị mang về cái địa chỉ nào ạ anh? Thôn nào anh? Thôn Đỗ Xuyên ạ, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, Hưng Yên ạ. Vâng. Đi, hai mẹ con khanh sang kia để lau lại cho bác đi. Con đi bê từng tấm một cho cẩn thận. Thưa quý vị, là những cái ngày cuối năm này là chính ra là cửa hàng cũng định nghỉ rồi, nhưng khách hàng yêu mến mà đến ủng hộ là chúng tôi rất là cảm ơn. Và chúng tôi cũng báo cáo là chúng tôi sẽ tiếp khách đến 7 giờ tối ngày 30. 7 giờ 1 phút là thôi, bởi vì còn về xem táo quân. Cũng có năm cậu bác đúng 7 giờ vẫn còn ngồi đây. Tại vì thực ra là các bác rất là bận rộn, nhiều khi là bận công nợ cuối năm là đến lúc đấy nó mới gọn gàng được. Chứ còn thì không. Chứ bình thường là cũng chả ai muốn đi muộn thêm gì đâu, nhưng nó bận quá.